Ui, đây là tối rồi các bạn ơi. Ui, đám cháy vẫn đang cháy rất là to này các bạn ơi. Ui, các bạn cùng mình mở cái bình chữa cháy ra để cứu hỏa những chiếc xe đó nào. Ui, dập đám cháy đi các bạn ơi. Ui, đám cháy rất là to này các bạn ơi. Ui, đã qua chiếc xe đều bị cháy rồi này các bạn ơi. Ui, trời ơi, một kho rất là nhiều xe này các bạn ơi. Ui, mình đã giải cứu thành công đám cháy rồi này các bạn ơi. Ui, mình đã dập đám cháy thành công rồi này các bạn ơi. Ui, một đám cháy rất là nguy hiểm này các bạn ơi. Đã có hai chiếc xe bị cháy rồi các bạn ơi. Ui, rất may là mình đến kịp thời các bạn ạ. Ui, không thì kho đồ chơi này, một kho ô tô đồ chơi này sẽ bị cháy hết các bạn ơi. Ui, rất là nguy hiểm các bạn ơi. Ui, đây là có hai chiếc xe đã bị cháy rồi các bạn ơi. Ui, một chiếc xe gì đây? Ui, cháy hết rồi này các bạn ơi. Ui, trời ơi, còn mỗi cái cabin không luôn này các bạn ơi. Ui, đám cháy này thì bùng phát rất là nhanh các bạn ạ. Rất may là chúng ta đã đến kịp thời các bạn ơi. Ui, rất may chiếc xe xúc lật này ở bên cạnh đám cháy nhưng mà không bị sao các bạn ơi. Ui, giải cứu thành công bạn xe xúc lật này rồi. Ui, một bạn xe xúc lật đã được mình giải cứu thành công rồi các bạn ơi. Ui, còn đây là một chiếc xe ben này các bạn ơi. Ui, chiếc xe ben này kiểm tra xem có bị sao không nhá. Ui, vẫn không bị sao các bạn ơi. Ui, rất may là mình đến kịp thời các bạn ạ. À, một chiếc xe ben này. Din. Ui, ở đây thì có rất là nhiều xe các bạn ơi. Ui, chiếc xe này có bị sao không nào? Ui, mình kiểm tra xem có bị sao không nào. Ui, không sao các bạn ơi. Ui, rất may là mình đến kịp thời nên là rất nhiều chiếc xe đã may mắn không bị sao các bạn ơi. Mình kiểm tra xem chiếc xe này động cơ có chạy không nào. Ui, vẫn chạy được các bạn ơi. Ấy, động cơ vẫn chạy rất là tít nhá. Ui, mình kiểm tra này. Nhanh. Ui, phóng rất là nhanh các bạn ơi. Ấy, chiếc xe này không sao các bạn ơi. Ấy, chiếc xe xúc lật này. Ui, kiểm tra xe xúc lật có bị sao không các bạn nhá. Ui, chiếc xe xúc lật màu vàng không bị sao các bạn ơi. Ui, may quá. Ấy, rất là may luôn. Ui, chiếc xe máy múc à. Ui, chiếc xe máy múc màu vàng cạnh chiếc xe bị cháy luôn. Ui, mình sẽ cho ra đây mình kiểm tra xem có bị sao không các bạn nhá. Ui, không sao các bạn ơi. Ui, mình kiểm tra xem còn múc được cát không nào. Nhanh. À, vẫn múc được các bạn ơi. Ấy, vẫn hoạt động bình thường các bạn nhá. Vẫn hoạt động bình thường rất là ok luôn. Răn. Ấy, sẽ tạo đây nhá. Xem nào, tiếp theo em máy múc này xem có bị sao không nào. Răn. Rồi, em máy múc màu xanh. Răn, kiểm tra thêm cái gầu múc được không nào. Răn, à, vẫn múc được các bạn ơi. Răn, đào cát nào. Răn, ui, rất là ok các bạn ơi. Một chiếc xe nữa đã không bị sao các bạn ơi. Xem nào, kiểm tra chiếc xe này là chiếc xe gì đây. À, là một chiếc xe đục bê tông các bạn ơi. Ấy, kiểm tra em còn đục được nó không nhá. Ấy, ui, vẫn hoạt động ok các bạn ơi. Ấy, vẫn hoạt động được ok này các bạn ơi. À, một chiếc xe phá đá đục bê tông các bạn nhá. Ấy, cái mũi đục bê tông rồi các bạn ơi. Ấy, cái mũi đục bê tông phá bê tông ấy vẫn hoạt động được bình thường các bạn nhá. Còn đây là một chiếc xe ben này. Ấy, nhăn. Ấy, mình sẽ cho hòn đá này lên mình kiểm tra xem cô cái ben của nó được hoạt động được không nào. Nên ben nào. Răn. À, vẫn hoạt động được bình thường các bạn ơi. Ấy, đây là một chiếc xe ben các bạn ạ. Một chiếc xe ben màu vàng rất là đẹp luôn. Ấy, nhăn. Ấy, rất là nhiều xe công trình các bạn ơi. Ấy, đây là một cái kho xe công trình đấy các bạn ơi. Nhăn. Ấy, đây là chiếc máy múc à. Kiểm tra chiếc máy múc này xem còn hoạt động được không nào. Răn, múc cá nào. Răn. À, vẫn hoạt động được các bạn ơi. Ấy, múc được rất nhiều cá này. Ấy, răn. Wow, vẫn hoạt động ok các bạn nhá. Đây là một chiếc máy múc. Ấy, một chiếc máy múc rất là to, rất là đẹp luôn. Có cái gầu múc rất là to này các bạn này. Ấy, rất là to nhá. Răn. Ấy, rất là nhiều xe công trình luôn các bạn ơi. Ấy, mình sẽ kiểm tra chiếc máy múc to nhất này đi xem có bị ảnh hưởng gì do đám cháy không các bạn nhá. Ấy, một chiếc máy múc này rất là to này. Cái gầu rất là to này các bạn ơi. Gầu màu xanh này, cái cần thì màu đỏ, màu cam các bạn ơi. Đấy, bên trong có cái cabin này. Đấy, cabin có cái ghế màu vàng này. Mình kiểm tra xem em này có múc được cát không nào. Ăn. Vẫn múc được các bạn ơi. Ui, vẫn múc được bình thường các bạn nhá. À, rất may là những chiếc này, những chiếc xe này không bị sao các bạn ơi. Ui, vẫn múc cát được rất là khỏe đấy các bạn ơi. Ui, vẫn hoạt động ok các bạn nhá. Ui, may quá, mình đến kịp thời. Không thì những chiếc xe này sẽ bị cháy hết đấy các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc máy múc màu vàng các bạn ơi. Ui, chiếc máy múc màu vàng rất là đẹp này. Wow, máy múc màu vàng nhá, rất là đẹp luôn. Ui, bên trong có cái ghế này các bạn ơi, ghế rất là to, rất là rộng này. Ui, rất là đẹp luôn nhá. Rất là nhiều xe công trình các bạn ạ. Đây là lại một chiếc máy múc nữa này các bạn ơi. Ui, chiếc máy múc màu vàng này. Đây là chiếc xe bồn này các bạn ơi. Ui, chiếc xe bồn rất là to này. Ui, bồn màu vàng rất là to các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Ui, toàn là đồ chơi xe công trình nữa các bạn ơi. Ui, rất là nhiều xe nhá. Ở đây thì còn rất là nhiều xe nữa các bạn ơi. Mình sẽ kiểm tra xem những chiếc xe này có bị làm sao không nào. Đây là chiếc xe bồn này, có cái vòi xịt nước này. Ui, cái vòi xịt nước rất là to này các bạn ơi. Ui, quay là vòng tròn luôn nhá.
rất là xịn sò luôn này. Đấy, xem nào, kiểm tra xem bánh nó quay được không nào các bạn ơi. Đấy, mình sẽ kiểm tra cái bánh xem có quay được không các bạn nhá. Nhanh. À, động cơ vẫn hoạt động bình thường các bạn ơi. Ấy, động cơ vẫn hoạt động bình thường các bạn nhá. Đây, chiếc xe rất là to này. Đấy, có bồn nữa. À, chiếc xe này, chiếc xe có số 119 đấy các bạn ơi. Đấy, có số 119 nhá. Đấy, số điện thoại 119 các bạn nhá. Đây là một chiếc máy múc à. Ui, chiếc máy múc địa hình các bạn ơi. Ui, bánh màu đỏ đẹp quá. Ui, động cơ vẫn hoạt động bình thường các bạn ơi. Đấy, quay rất là tít luôn nhá. Một chiếc xe máy múc địa hình. Ui, động cơ kêu rất là to luôn. À, mình sẽ đặt đây cho nó có đi không các bạn ạ. Em đi đúng không ạ? Ui, đi lùi luôn các bạn ơi. Ơi, rất là xịn sò luôn nha. Còn đây là một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ơi. Kiểm tra xem cái bồn nó quay không nào. Ui, vẫn hoạt động ok các bạn ơi. Ấy, rất là may không một chiếc xe nào bị gặp lại các bạn ơi. Ơi, may quá, chỉ bị cháy hai chiếc xe này thôi nhá. Ơi, rất là nhiều những chiếc xe đã được mình đến mình giải cứu thành công các bạn ơi. Ấy, chiếc xe ben này. À, chiếc xe ben này là chiếc xe ben chở rác các bạn ạ. Chiếc xe ben chở rác màu xanh lá cây ấy, rất là đẹp luôn. Wow, có cái thùng rất là to này. Ấy, lên ben à. Ấy, đấy, lên ben được bình thường các bạn nhá. Ấy, hoạt động bình thường à. Ấy, lên nào. Ấy, rất là xịn sò luôn. Đây là chiếc xe xúc lật này các bạn ơi. Đây là chiếc xe xúc lật này. À, kiểm tra xem còn xúc được khác không nào. Nên. Ui, vẫn hoạt động ok các bạn ơi. Ấy, nên. Ai, hoạt động ok các bạn nhá. Xúc được rất là nhiều cát luôn này. Ấy, rất là xịn sò luôn các bạn nhá. Rất là nhiều xe luôn. Đấy, đây là chiếc xe gì đây? Chiếc xe cứu hỏa này. Chiếc xe thang cứu hỏa này các bạn ơi. Chiếc xe thang cứu hỏa này. Có cái thang này rất là to này các bạn ơi. Đấy, rất là to này, lưng lên rất là cao các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Rất là xịn sò luôn nhá, màu đỏ rất là đẹp các bạn ơi. Đấy, bên trong thì có cái ghế màu trắng này các bạn ơi. Đấy, rất là đẹp này. Trên đầu thì có trên nắp cabin thì có ba cái còi rất là to này các bạn ơi. Đấy, còn đây là chiếc xe lu này. À, mình sẽ kiểm tra bạn xe lu này xem còn lu được không nào. Đấy, nào, đen. Vẫn hoạt động được các bạn ơi. Đen lu nào. Đen. Ơi, lu rất là bằng các bạn ơi. Đấy, rất là bằng nhá. Ran. Ôi, nù rất là bằng này các bạn ơi. Chiếc xe này may quá, hoạt động được bình thường các bạn ơi. Rất là may không chiếc xe nào bị hỏng các bạn ạ. Còn chiếc xe xúc lật là mình sẽ kiểm tra em xe xúc lật đánh ra theo là. Ran. Ôi, xúc được rồi các bạn ơi. Ran. Ấy, đổ xe ben nào. Ôi, xúc tiếp rồi nữa nào. Ran. Ôi, một chiếc xe xúc lật không bị sao các bạn ạ. Ôi, rất là may luôn. Vậy là mình đã giải cứu được rất là nhiều những chiếc xe được các bạn ơi. Chiếc xe ben rất là đẹp này các bạn ơi. Ui, cái thùng của nó này có chữ A này, chữ Y này các bạn ơi. Ui cha, rất là đẹp luôn. Ấy, cabin màu đỏ rất là đẹp nhá. Mình sẽ đặt chiếc máy múc lên đây cho chiếc xe ben này chở luôn. Din đi làm việc thế nào. Nhân. Đấy, mình sẽ đặt đây nha các bạn ơi. Mình sẽ đi tìm xung quanh đống cát này xem còn đồ chơi nữa không các bạn ạ. Ui, ở đây mình phát hiện một chiếc xe nữa này các bạn ơi. Ui, lại một chiếc xe bồn này các bạn ơi. Wow, chiếc xe bồn này là chiếc xe bồn chở nước các bạn ơi. Ấy, có cái vòi rất là to này các bạn này. Ý cha, vòi quay tròn được luôn các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn. Ấy, một chiếc xe màu xanh dương nha các bạn ơi. Rất là mới này. Ui, rất là đẹp này các bạn ơi. Ở đây thì có rất là nhiều chữ tiếng Anh này các bạn ơi. Rất là đẹp nha. Ấy, cabin này các bạn ơi. Ấy, cabin này có ghế màu đen bên trong các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Ấy, mình sẽ cầm đi về nhé các bạn ơi. Ấy, ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện chiếc xe nữa này các bạn ơi. Ui, rất là nhiều đồ chơi ở đống cát này các bạn ơi. Ôi, đây là một chú khủng long này các bạn ơi. Còn đây là một chiếc máy múc à. Wow, một chiếc xe container chở một con khủng long và một chiếc máy múc được các bạn ơi. Ê, mình sẽ hạ cái thang này xuống nha các bạn ơi. Đấy, mình hạ cái thang này xuống cho khủng long xuống nào. Andren quay đầu xuống nào. Ui, một con khủng long đồ chơi các bạn ạ. Ấy, khủng long này thì có rất là nhiều màu sắc này các bạn ơi. Màu xanh dương này, màu hồng cam này, màu xanh ngọc này các bạn ơi. Ấy, màu xám bạc bạc này các bạn ơi. Ấy, rất là nhiều đồ chơi các bạn ạ. Ấy, khủng long này. Ui, các bạn ơi, nó có sừng này. Ê, có sừng này các bạn ơi, có hai sừng này. Ấy, một sừng hai sừng này. Ê, mình sẽ cho cái mồm nó há ra xem há không nào. Ê, há ra này. Ui, há ra rất to này các bạn ơi. À, con khủng long rất là đẹp các bạn nhá. Ấy, mình sẽ đặt đây nhá. Còn đây là một chiếc máy múc này các bạn ơi. Một chiếc máy múc màu vàng rất là đẹp các bạn nhá. Ơi, mình tìm được hai chiếc máy múc rồi các bạn ơi. À, múc cát nào. Ren. Ôi, vẫn múc được cát này các bạn ơi. Ren. Ui, rất là xịn sò các bạn ơi. Ấy, một chiếc máy múc rất là đẹp nhá. Còn đây là chiếc container này các bạn ơi. Ôi, chiếc container có cái rơ móc màu xanh lá cây rất là dài các bạn ơi. Ren. Bíp. Ui, rất là nhiều đồ chơi đẹp các bạn ạ. À. Ấy, mình sẽ cho hết hai chiếc xe này lên đây cho chiếc xe container này chở luôn. Ấy, một chiếc xe bồn và một chiếc xe máy múc này các bạn ơi. Ấy, một chiếc xe máy múc và một chú khủng long rất là đẹp nha. Ren.
nên bíp 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 bíp, ui đầu nó quay hết sang bên nọ bên kia các bạn ơi, nên bíp 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 bíp, ui ở đây mình đã phát hiện một chiếc xe nữa này các bạn ơi, ui một chiếc xe lồng này, ui chiếc xe này thì này bị bỏ quên rất là lâu rồi các bạn ơi, rất là nhiều đất cát lấp lên chiếc xe này, ơi mình sẽ rút sạch đi nha các bạn ơi, ui rất là nhiều cát lấp lên chiếc xe này, ui bụi quá các bạn ơi, rất là lâu rồi các bạn ạ, ui đây là một con bò sữa này các bạn ơi, ui một con bò sữa rất là to này các bạn ơi, ui đây là cái bầu sữa của nó này các bạn ơi, ui rất là to nhá, đấy mình sẽ cho con bò sữa này ra ngoài nhá, đứng đây nhá, còn đây là một con hiêu sao này các bạn ơi, ui một con hiêu sao này, wow có hai cái cặp sừng rất là to này các bạn ơi, ui màu vàng này, ui hai con luôn rất là đẹp luôn nhá, còn đây là chiếc xe lồng này các bạn ơi, ui chiếc xe này thì bị bỏ quên ở trên đống cát này rất là lâu các bạn ạ, ui rất là bụi này, ui bụi quá này các bạn ơi, rất là bụi bẩn này, đấy tí nữa mình sẽ đem về mình rửa sạch hết những món đồ chơi này các bạn nhá, ui rất là nhiều xe này các bạn ơi, ui một chiếc xe lồng này, đấy mình sẽ cho hai bạn này vào nhá, hai bạn ấy, ơi hai bạn này vào cái lồng luôn, đóng nắp lồng này các bạn nhá. Ở đây thì mình phát hiện rất là nhiều đồ chơi các bạn ạ. Ui, ở đây lại có một chiếc xe ben nữa này các bạn ơi. Ui, một chiếc xe ben gì mà này có cả cây mọc trên thùng nữa này các bạn ơi. Ôi, chiếc xe này bị bỏ quên ở đây rất là lâu rồi các bạn ơi. Vì cát lấp hết lên bánh này, chiếc tân thùng xe này các bạn ơi, vào cả trong cabin nữa các bạn ơi, ui chiếc xe này bỏ quên rất là lâu rồi, có cả một cái cây mọc ở trên thùng xe này các bạn ơi, thì mình sẽ nhổ bỏ cái cây này đi các bạn ạ, à chặt quá các bạn ơi, ui chà chà, ui lặng quá, chặt quá, ui cái rễ rất là dài này các bạn ơi, ui cái cây này thì sống rất là lâu trên chiếc xe này rồi các bạn ạ, ui rất là lâu rồi, cây rất là to rồi các bạn ơi, rễ rất là dài này, ui cái rễ rất là dài các bạn ơi, ấy mình sẽ kiểm tra xem cái ben của nó còn lên được không nào, rần à vẫn hoạt động được các bạn ơi, ui thì mình sẽ cho chiếc xe này lên ben nhá, rần ui vẫn lên được đấy các bạn ơi, ấy bỏ quên rất là lâu rồi nhưng mà vẫn hoạt động được các bạn ơi, rần ui một chiếc xe ben màu vàng nhá các bạn ơi, ơi chiếc xe này thì bị lãng quên ở đây rất là lâu rồi các bạn ạ, bị bỏ quên đấy rất là lâu rồi, rất là nhiều cát nấp lên chiếc xe này các bạn ạ, rất là bẩn luôn. Đấy, thì tí nữa mình sẽ đem về mình rửa hết những xe này đi nhá. Ôi chiếc xe này có cái thùng rất là to này các bạn ơi, thùng rất là to này, chiếc xe này chở rất là nhiều cát các bạn nhá, ui rất là to rất là đẹp luôn, nhăn rần ui vẫn hoạt động được các bạn ơi, ấy mình phát hiện được tìm thấy rất là nhiều những chiếc xe ở trên đống cát này các bạn ơi, các đống cát này rất là to các bạn ơi, ấy bên kia thì còn rất là nhiều, ui mình lại phát hiện có chiếc xe nữa cơ các bạn ơi, ui chiếc xe gì đây, hai chiếc xe này các bạn ơi, ui hai chiếc xe chở hàng này các bạn ơi, ui hai chiếc xe chở hàng ở trên đỉnh đống cát này các bạn ơi, rất là cao này, ơi đây là một chiếc xe màu đen này các bạn ơi, chiếc xe chở hàng màu đen này, ui rất là đẹp luôn này các bạn ơi, đây là một chiếc xe màu vàng này các bạn ơi, ui rất là đẹp luôn, hai chiếc xe này đang đi giao hàng đấy các bạn ơi, ui giời đổ các bạn ơi, ui ở đây mình phát hiện một chiếc xe nữa này các bạn ơi, ui cái đống cát này có nhiều đồ chơi quá các bạn ơi, ui không biết là của ai bỏ quên ở đây các bạn ạ, rất là nhiều chiếc xe rồi các bạn ơi, ui có cả cây mọc trên thùng xe này các bạn ơi, ui cái rễ rất là dài này, ui mình sẽ vứt đi nhá, à, mình sẽ đổ bỏ cát ra, ui chiếc xe ben rất là to các bạn ơi, ui đất cát lâu ngày bám hết lên chiếc xe này các bạn ơi, ui rất là lâu rồi không được hoạt động các bạn ạ, chiếc xe rất lâu rồi không hoạt động. Ôi chiếc xe này có hai chức năng các bạn ơi, ôi chiếc xe này có hai chức năng này, ôi đây là cái gầu xúc lật này các bạn ơi, ôi chiếc xe này xịn xò quá các bạn ơi, hai chức năng luôn, ôi một chức năng là xúc cát này các bạn ơi, một chức năng nữa là có cái thùng chở cát này các bạn ơi, đấy chiếc xe rất là xịn xò các bạn nhá, màu xanh lá cây này, màu vàng này, à rất là xịn sò luôn, rên ấy đi ủi thế nào, xúc cát thế nào, rên ui rất xịn sò các bạn ơi, ấy mình sẽ đem về chơi các bạn ơi, rên ơi rất là nhiều đồ chơi mình đã phát hiện trên đống cát này các bạn ơi, ui đây thì mình lại phát hiện một chiếc xe lưng nữa này các bạn ơi, ui rất là nhiều đồ chơi này, ôi một chiếc xe lưng màu vàng, rên ấy một chiếc xe lưng màu vàng nhé các bạn ơi, ấy rất là đẹp luôn, ở trên đỉnh đống cát này các bạn nhá, rất là to này các bạn ơi, ấy đây là cái càng lưng hàng các bạn ơi, đây là cái ba lết này, ấy cái ba lết có thể tháo rời ra được đấy các bạn ơi, ui một bộ đồ chơi xe lưng hàng đấy các bạn ơi, à mình kiểm tra xem còn hoạt động được không nào, ui vẫn hạ được xuống này các bạn ơi, à chiếc xe lưng này xịn xò quá các bạn ơi, vẫn hoạt động được bình thường nhé các bạn ơi, à mình chỉ cho lưng lên xem lưng lên được không nào, ui vẫn lưng lên được này các bạn ơi, wow rất là xịn xò các bạn ơi, ui chà chà ấy chiếc xe lưng màu vàng các bạn ơi, rất là đẹp nhá, mình sẽ quay vùng quanh cho các bạn xem nhá, wow đây là cái lan can bảo vệ này các bạn ơi, lan can để trèo lên đây để
vào cabin đấy các bạn ơi. Đấy, lan can này bảo vệ cho khỏi bị ngã xuống đây các bạn nhá. Còn đây là cái ống xả của nó này các bạn ơi. Đấy, ống xả màu đen rất là to này. Còn đây là cabin nhé các bạn ơi, cabin để ngồi trong để lái nhá. Ấy, một chiếc xe lưng rất là đẹp các bạn nhá. Rần 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 rần, bíp bíp bíp, rần đi lưng hàng thôi nào. Rần 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 rần, ấy rất là nhiều đồ chơi các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ lại đi tìm tiếp xem còn đống cát này còn đồ chơi không các bạn nhá. Mình thử nhìn xung quanh xem còn đồ chơi không các bạn nhá. Ơi, một đống cát rất là to này các bạn ơi. Ơi, rất là to, rất là cao nhá. Xem còn đồ chơi không các bạn nhá. Ơi, mình ngắm xung quanh xem còn đồ chơi nữa không các bạn ơi. Rồi mình sẽ đi xung quanh xem có đồ chơi ở cái đống cát này nữa không các bạn nhá. Rồi một đống cát rất là to là các bạn ơi. Ơi xung quanh là rất là nhiều cây đấy các bạn ơi. Đi tìm xem còn đồ chơi nữa không các bạn nhá. Ui các bạn ơi, ở đây mình lại phát hiện một chiếc xe nữa này các bạn ơi. Ui một chiếc xe container này các bạn ơi. Chiếc xe tầng này. Ui chiếc xe tầng này dài quá các bạn ơi. Màu vàng nào. Ui chiếc xe này đang bị mắc ở cái dốc này các bạn ơi. Ren 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 ren. Ui trôi dốc rồi. Ren lên dốc nào. Ren 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 ren. Ui một chiếc xe tầng này các bạn ơi. Ui một chiếc xe tầng nhưng mà lại không có đồ chơi ở trong cái thùng này các bạn ơi. Ui một chiếc xe 2 tầng nha các bạn ơi. Đây một tầng, hai tầng này các bạn ơi. Ui chiếc xe container này rất là dài này các bạn ơi. Đấy, màu vàng rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Ui bên trong thì có thể chở được rất là nhiều xe đấy các bạn ơi. Còn trên này nữa các bạn nhá. Còn đây là cái cabin này các bạn ơi. Ui ống xả rất là to đấy các bạn ơi. Ôi bên trong thì có tận hai hàng ghế này các bạn ơi. Một hàng ghế này, hai hàng ghế này các bạn ơi. Ui chiếc cabin rất là to nha các bạn ơi. Wow một chiếc xe tầng đẹp quá. Ui nào đi chơi thế nào, ren ren đi làm việc thế nào. Pip 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 pip. Ui rất là nhiều đồ chơi các bạn ơi. Ấy thì bây giờ mình sẽ cho hết món đồ chơi này ra đây. Bây giờ mình sẽ đem về nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem về để chơi. Mình rửa sạch và chơi các bạn ơi nha. Ấy giờ bye bye các bạn nha. Mình đem đồ chơi này về đây. Ồ rất là nhiều những chiếc xe đã bị chôn nấp dưới bão, trận bão cát các bạn ạ. Ôi thì đầu tiên mình giải cứu được một em xe xúc lật này các bạn ơi. Wow một em xe xúc lật đầu khủng long nhá. Nhen 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 nhen. Ôi em này thì may quá vẫn hoạt động được các bạn ơi. Nhen nhen nhen. Ôi cái cầu xúc lật xúc được rất là nhiều cát các bạn nhá. Nhen 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 nhen. Ôi vậy là mình đã giải cứu được một em xe xúc lật đầu tiên rồi. Mình sẽ đặt em xe xúc lật ở đây các bạn nhá. Đấy mình sẽ dùng cái cào này mình cào tiếp à. Ôi cào đi các bạn ơi. Ôi đây là một chiếc xe gì đây màu xanh lá cây này các bạn ơi. Ôi đây là một em xe cần cẩu nha các bạn ơi. Đó, một em xe cần cẩu màu xanh lá cây nha các bạn. Đấy, vậy là mình đã giải cứu được chiếc xe thứ hai rồi các bạn ơi. Đó, màu xanh lá cây rất là đẹp nha. Đấy, mình sẽ đặt em xe cần cẩu này ở đây nha. Mình sẽ cào hết đất cát ra giải cứu những chiếc xe tiếp theo các bạn ơi. Ôi đây là một chiếc xe lu rồi các bạn ơi. À một chiếc xe lu nha các bạn. Đấy một chiếc xe lu đầu khủng long nhá. Rất là đẹp các bạn ơi. À mình kiểm tra xem cái lu này nó còn quay được hoạt động nó không các bạn nhá. À vẫn quay được các bạn ơi. Đó à, vẫn quay được bình thường nhá. Ấy chiếc xe này vẫn hoạt động ok các bạn ơi. À vậy là mình giải cứu được 3 chiếc xe rồi các bạn ơi. Ấy thì mình sẽ giải cứu tiếp chiếc xe tiếp theo nào. Ấy cao đi các bạn ơi. Ấy đây là một chiếc xe máy múc rồi các bạn ơi. Ôi một chiếc xe máy múc rất là to nhưng mà vẫn bị một trận bão cát nó nhấn chìm các bạn ơi. Wow, mình sẽ kiểm tra xem em máy múc này còn múc được cát nữa không nào. Nhen 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 nhen. À vẫn múc được các bạn nhá. Ui may quá. Tức là may những chiếc xe này không bị hư các bạn ơi. À đây là một em máy múc màu xanh nha các bạn ơi. Ui rất là đẹp luôn nhá. À mình sẽ đặt em máy múc này ở đây nhá. Đấy, em máy múc này thì có cái cần rất là dài nha các bạn ơi. À mình sẽ giải cứu tiếp nào. Ui đây là một xe gì đây? Ôi là một chiếc xe ben này các bạn ơi. À, một chiếc xe ben nhá. À có cái thùng vẫn còn cát này. Đấy, đổ cát đi nào. Ôi lên ben ơi, vẫn lên được ben các bạn nhá. Ôi, vẫn hoạt động được bình thường các bạn ơi. Wow một chiếc xe ben màu đỏ này, màu xám bạc này, màu trắng này các bạn ơi. Nhen 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 nhen. Bíp 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 nhen 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 nhen. Đấy mình đã giải cứu được 5 chiếc xe rồi các bạn nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ giải cứu tiếp chiếc xe nào. Ôi trời ui lại là một em máy múc các bạn ơi. Ôi công trường của mình thì có rất là nhiều những chiếc xe máy múc, xe ben, xe ủi, xe lu, xe cẩu, đủ các loại xe nhá. Đấy một công trình của mình rất là lớn các bạn, công trường rất là lớn nên là rất là nhiều xe các bạn ạ. Đó đây là một em máy múc nhá, màu vàng các bạn ơi. À xem em này hoạt động được không nhá. À vẫn múc được các bạn ơi. Đấy cái gầu của nó vẫn múc được cát nhá. Đấy hoạt động được bình thường các bạn nhá. Nhen nhen nhen, mình sẽ lái em xe này ra đây nào. Nhen 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 nhen. Nhen đấy rất là nhiều xe rồi các bạn nhá. Thì bây giờ các bạn cùng mình giải cứu những chiếc xe tiếp theo nhá. Ôi chiếc xe gì đây?
À, đây là một MC xúc lật các bạn ơi. Ôi rất là nhiều đất cát đã chôn vùi lên chiếc xe này các bạn ạ. À, mình test xem còn xúc được không nào. Nhen. À, vẫn hoạt động ok các bạn ơi. Nhen. Đấy, vẫn hoạt động ok các bạn nhá. Đấy, đây là chiếc xe xúc lật màu vàng các bạn ơi, rất là đẹp nhá. Rất là đẹp và rất là mới các bạn nhá. Đấy, mình sẽ đặt em xe xúc lật ở đây nhá. Rất là nhiều xe luôn. Đây là chiếc xe gì màu đỏ đỏ đây các bạn ơi. Ui, mình đào lấy phách cái phần cabin này rồi. Ôi, ui, lại một chiếc xe nữa màu vàng à. Ồ, rất là nhiều xe này các bạn ơi. Ôi cha. Đấy, đây là một chiếc xe ô tô Ben nha các bạn. Đấy, một chiếc xe Ben màu vàng này các bạn ơi. Đấy, cái thùng thì màu bạc, màu xám nha các bạn ơi. Đấy, cái cabin thì màu vàng này, cái thùng thì màu xám vàng này các bạn ơi. Ơi, rất là đẹp luôn nhá. Wow, một em xe Ben đã được mình giải cứu thành công rồi. Yan, bíp 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 bíp. Yan. Đấy, mình sẽ để em xe Ben ở đây nhá. Mình giải cứu tiếp em xe Ben màu đỏ này. Đấy, cabin màu đỏ này. Wow, một em xe Ben màu đỏ. Đấy, mình đã giải cứu thành công rồi các bạn ơi. Wow, màu đỏ rất là đẹp nhá. Đây có cái chữ Y này, đây chữ A này các bạn ơi. Đó, cái thùng rất là đẹp này. Đấy, rất là to nhá. Yan bíp 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 bíp. Yan bíp 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 bíp. Yan. Đấy, mình đã giải cứu được rất là nhiều xe rồi các bạn ơi. Thì bây giờ các bạn cùng mình đi giải cứu tiếp những chiếc xe kia nhá. Đấy, đây là một em xe gì đây? Ôi cha. Một em xe gì đây? Đấy, một em xe đục bê tông này, phá đá đục bê tông này các bạn ơi. Em xe đục bê tông rất là to các bạn ạ. Ấy, hoạt động vẫn bình thường các bạn ơi. Ấy, nào, bổ nào, đục nào. Ấy, hoạt động bình thường các bạn nhá. Một xe phá đá đục bê tông các bạn nhá. Ấy, em xe này thì vẫn hoạt động bình thường nhá. Nhen. Ấy, mình sẽ lái ra đây nhá. Mình sẽ đào tiếp nào các bạn ơi. À, đây là một xe ấy nhá, xe xúc lật các bạn nhá. Đấy, một em xe xúc lật màu xanh dương các bạn nhá. Đấy, rất là mới các bạn ơi. À, mình kiểm tra xem gầu còn hoạt động được không nào. Nhen. Đấy, cái gầu xúc lật thì vẫn hoạt động bình thường các bạn nhá. Đổ cát nào. Nhen. À, một chiếc xe xúc lật màu xanh lá cây, à màu xanh dương các bạn nhá. Đấy, cái bánh thì rất là to này. Nhen. Đấy, mình sẽ đặt em đây nhá. Mình sẽ đi giải cứu tiếp nào. Đấy, đây là một chiếc xe gì đây? Wow, này là một chiếc xe máy cày nha các bạn ơi. Ấy, vừa cày vừa ủi được nhá. Hai chức năng luôn nhá. Nhen. Ấy, hoạt động được bình thường các bạn nhá. Màu vàng rất là đẹp luôn nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, mình sẽ để đây nhá. Mình sẽ đi giải cứu tiếp à. Đấy, chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe gì nữa các bạn ơi. Ô, lại là một em xe máy múc nữa các bạn ơi. Ấy, một em xe máy múc à. À, một em máy múc màu vàng à, rất là đẹp luôn nhá. Ấy, coi gầu rất là to này. Ui, gầu rất là to nhá. Nhen. À, vẫn múc được cát các bạn ơi. May quá là những chiếc xe này không chiếc xe nào bị hỏng các bạn ơi. Đó, nhen. Ơi, rất là đẹp nhá. Một chiếc xe máy xúc có cái cần rất là to này, cái gầu rất là to này. Đó, rất là đẹp nhá. Mình sẽ đặt ở đây nhá. Tiếp theo nào. Ấy, giải cứu những chiếc xe tiếp theo nào các bạn ơi. Ơi, đây là một chiếc xe gì đây? À, là một chiếc xe bê tông nha các bạn ơi, một chiếc xe bồn chở bê tông nha. Đó, chiếc xe bồn chở bê tông này màu xanh dương nha các bạn ơi. Đó, cái nắp thì màu trắng này. Đấy, rất là đẹp, cabin màu xanh dương này. Rất là đẹp nha. Nhen. Đấy, mình sẽ đặt đây nha. Mình sẽ giải cứu tiếp chiếc xe này nha. Đấy, hai chiếc xe nữa các bạn ơi. Đấy, còn hai chiếc xe nữa. À, đây lại là một chiếc xe đục bê tông các bạn ơi. Đấy, chiếc xe phá đá đục bê tông nha. Đó, đầu khủng long các bạn nha. Đấy, cái mũi đục bê tông rất là to, rất là khỏe các bạn nha. Đục như này các bạn nha. Đấy, rất là đẹp, rất là khỏe nha. Đấy, chiếc xe cuối cùng rồi các bạn ơi. À, là một em máy múc nữa các bạn ơi. Đó, một em máy múc à, múc à. May quá. Tất cả những chiếc xe của mình đều hoạt động bình thường các bạn nhá. Ui, đây mình tối rồi các bạn ơi. Ôi, mình phát hiện là một chiếc xe container này các bạn ơi. Ôi, một chiếc xe container đã bị hỏng rồi các bạn ơi. Ôi, một chiếc xe container đã bị lật ngửa ra rồi các bạn ạ. Ôi, hỏng. Mình thấy hỏng ở đây có hỏng chiếc bánh này các bạn ơi. Ơi, hỏng hai chiếc bánh này. Xem tiếp nào. Ôi, ở đây một chiếc bánh nữa này các bạn ơi. Ôi, hỏng ba chiếc bánh nha các bạn. Ôi, chiếc xe này thì bị lật đổ ra ngoài, rơi cả cái gầu xúc lật ra ngoài rồi các bạn ơi. À, còn đây là một chiếc xe gì nữa đây các bạn ơi. Ơi, là một chiếc xe Ben này các bạn ơi. Ô, một chiếc xe Ben này. Ơi, hỏng hết rồi các bạn ơi. Thì bây giờ các bạn cùng mình sửa chữa từng chiếc xe một nhá. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ sửa chiếc xe này đầu tiên nha các bạn. Ơi, chiếc xe gì đây? À, chiếc xe này là chiếc xe Ben nha các bạn.
Đấy, mình sẽ nắp cái thùng vào đầu tiên nhé các bạn ơi. Nào, mình nắp vào nào các bạn ơi. À, chặt quá. À, chặt. Nào, mình sẽ nắp lại nào các bạn ơi. À, ôi, chà chà, ui, chặt quá các bạn ơi. Nào, cố gắng lên nào. À, vậy là mình đã nắp thành công rồi các bạn ơi. Đấy, mình nắp thành công cái thùng rồi nhá. Wow, hoạt động bình thường rồi các bạn nhá. Wow, một cái xe ben 3 chân nhá các bạn. Ui, 3 chân. Ui, sao đây lại thiếu một cái bánh nhỉ? À, đây rồi các bạn ơi. Ừ, cái bánh của nó đây rồi nhá. Các bạn cùng mình nắp chiếc bánh này vào nhá. Nào, nắp chiếc bánh này vào nào các bạn ơi. À, sẽ giúp bạn xe ben này nhá. Wow, vậy là mình đã sửa chưa? Ui, hình như là mình nắp sai rồi các bạn ơi. Ôi, sao lại kỳ lạ vậy? Tại sao một bánh bé như thế này? À, mình nắp nhầm mất rồi các bạn ơi. Thì mình sẽ nắp lại nhá các bạn. Đấy, mình sẽ tháo chiếc bánh này ra, mình nắp lại nhá các bạn ơi. Đấy, mình lại nắp nhầm mất chiếc bánh bé hơn rồi. À, chiếc bánh này có lẽ là của chiếc xe container này các bạn ơi. À, mình sẽ để đấy nhá. Ôi, ở đây thì mình có thấy cái chiếc bánh to hơn này các bạn ơi. À, xem nào. Đây rồi, đúng rồi các bạn ơi. À, mình nắp nhầm nhá các bạn. Đấy, mình sẽ nắp lại chiếc bánh này nhá các bạn ơi. Mình sẽ lắp lại chiếc bánh này vào chiếc ô tô này nhá. Đấy, một chiếc. Wow, đấy, thành công rồi các bạn ơi. Nào, mình sẽ kiểm tra thêm nó chạy không nào. Wow, chạy rất tít nha các bạn ơi. Ui, tất cả các bánh đều hoạt động bình thường nhá các bạn. Đấy, một chiếc xe ben rất là xịn sò nhá các bạn. Wow, xong rồi các bạn ơi, bây giờ mình để đây nhá. Mình sẽ kiểm tra em xe này nào. Ôi, ở đây thì mình phát hiện bị bỏng một chiếc bánh này đây các bạn ơi. Thì bây giờ các bạn cùng mình lắp chiếc bánh này vào nhá. Ôi, lắp chiếc bánh này nào. Đấy, ở đây thì mình sẽ có thấy con cái con ốc rồi các bạn ơi. À, mình sẽ cho vào đây nè. À, mình cho vào đây nhá. Ơi, mình sẽ phải cần dụng cụ hỗ trợ các bạn ơi. Nào, bạn lái xe này lái ra đây để mình lấy đồ sửa chữa nào. Răn. Ơi, có rất là nhiều đồ sửa chữa nha các bạn ơi. À, đầu tiên thì mình thấy cái tô vít này, mình thấy đây tô vít này. Ôi, cái tô vít thì không vặn được rồi các bạn ơi. À, xem mình sẽ lấy cái cờ lê này xem nào. Ôi, cái cờ lê này thì lại không vừa các bạn ơi. Ôi, thì mình sẽ đây rồi. Mình phát hiện đây có một cái mỏ lết các bạn ơi. À, mình sẽ cho vào đây mình vặn nhé các bạn. Đấy, mình sẽ cho vào đây mình xoay như này nhé các bạn ơi. Các bạn xoay chặt theo hướng kim đồng hồ nhá. Đấy, xoay như này nhá. Đấy. À, ấy, vậy là mình đã sửa chữa xong rồi. À, kiểm tra cái bánh nào. Ấy, quay tít rồi các bạn ơi. À, vậy là mình đã sửa chữa xong cái bánh đằng sau rồi các bạn ơi. Ấy, còn đằng trước thì mình phát hiện là hai chiếc bánh bị tuột ra này các bạn ơi. Ồ, thì các bạn cùng mình nắp từng chiếc một vào nhá. À, đầu tiên sẽ nắp chiếc này vào đầu tiên này. Ấy, thì mình sẽ cho con ốc này vào đây này. Ôi, cái con ốc này thì lại không có chỗ vặn rồi các bạn ơi. À, mình sẽ cần một cái tu vít các bạn ơi. À, mình sẽ đặt cái cờ lê mỏ lết vào đây. Mình sẽ lấy một cái tu vít nhá các bạn. À, đây cái tu vít màu này đi. Tu vít này đi các bạn nhá. À, tu vít này mình vặn nhá các bạn ơi. À, mình sẽ vặn chặt lại cho nó không bị tuột ra nhá các bạn ơi. Đấy, mình sẽ xoay tròn theo chiều tay phải nhá các bạn ơi. À, ui, chặt rồi các bạn ơi. À, quay tít rồi. Đấy, còn một chiếc bánh nữa thì mình sẽ lắp nút cái bánh này còn lại nhá các bạn ơi. Ôi chà, một chiếc xe container chở hai chiếc xe đã bị gặp nạn và hỏng hết rồi các bạn ơi. Thì các bạn cùng mình sửa giúp đỡ chiếc xe container đấy nhá. Wow, vậy là bạn container này đã sửa xong rồi các bạn ơi. Wow, mình sẽ kiểm tra một vòng là xem còn chỗ nào nó không các bạn nhá. Wow, vậy là không còn chỗ nào nữa các bạn ơi. À, cái đầu nó rất là to, rất là đẹp các bạn nhá. Đen. Ôi, rất là dài nha các bạn ơi. Oh, rất là dài các bạn ơi. Đấy, tiếp theo là còn bạn xúc lật này các bạn ơi. Đấy, còn bạn xúc lật bị tuột cái gầu xúc lật ra ngoài các bạn nhá. Thì các bạn cùng mình nắp cái gầu này lên nào. À, nhặt cái gầu này lên để nắp nào. Đấy, một cái gầu xúc lật rất là đẹp nhá, rất là to nhá. Đấy, nắp chặt vào. Wow, ui, vậy là mình đã nắp xong rồi các bạn ơi. À, mình sẽ kiểm tra xem bạn xúc lật này có hoạt động được không nào. Đan, xúc cát nào. Đan. À, xúc được cát nha các bạn ơi. Đan. Ấy, xúc được rất là nhiều cát nhá. Đổ nào. Đan. À, đổ nào. Ấy, vậy là thành công rồi các bạn ơi. Vậy là mình đã sửa chữa thành công chiếc xe xúc lật rồi nha các bạn ơi. À, có bạn chó con đáng yêu quá. Ui, xin chào bạn chó con nhá. Bạn chó con cũng đi sửa chữa và giải cứu những chiếc xe gặp nạn cùng mình à. À, bạn chó con rất là đẹp các bạn ơi. À, mình sẽ đặt em xe xúc lật này lên đây nào. Oh. À, một bạn xe ben à. Ấy, hai bạn xe ben này đã lên chiếc thùng container này và chiếc container này sẽ đi giao hai chiếc xe này đến công trường nhá. Ran. Wow, vậy là mình đã giải cứu thành công bạn xe container này rồi các bạn ơi. Wow, bạn container màu vàng rất là đẹp nhá. Chở những chiếc xe công trình
màu vàng rất là đẹp các bạn ơi. Thì bây giờ các bạn cùng mình đi tìm tiếp những chiếc xe tiếp theo nào. Đan đan bíp 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 đan 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 đan. Ui thì mình đâm vào cái gì đây? Ô mình đã đâm vào một bạn xe máy múc rồi các bạn ơi. Ô một bạn máy múc bị gặp nạn đang nằm ở đây này các bạn ơi. Ô bạn này thì bị hỏng hai cái bánh đằng trước các bạn ơi. À ui rồi hỏng cả chiếc gầu kia đó các bạn ơi. Ui bay cả chiếc gầu ra ngoài này. Thì bây giờ các bạn cùng mình nắp chiếc gầu kia trước nha. Thì mình sẽ nắp chiếc gầu vào đây nhá các bạn ơi. À mình sẽ nắp chiếc gầu này vào trước. Wow, ấy gọi là thành công rồi các bạn ơi. À mình sẽ nắp tiếp cái bánh nhá. Ấy cái bánh này thì bị tuột cả ra ngoài này các bạn ơi. Ui một vụ va chạm rất là nguy hiểm các bạn ạ. Đấy thì các bạn cùng mình nắp chiếc bánh này vào này. Đây cái bánh màu đỏ ở giữa rất là đẹp đó các bạn ơi. À các bạn cùng mình nắp này, nắp chiếc bánh này vào nhá. Đó, dí mạnh vào nhá các bạn ơi. Đấy dí mạnh vào cả nó tuột ra các bạn nhá. Yeah. Oh, vậy là mình đã sửa chữa thành công bạn làm xe máy múc rồi. Wow, một bạn máy múc màu đỏ rất là đẹp nha các bạn ơi. Cái gầu múc thì màu xám bạc nha các bạn. Nhen múc cát nào. Mình sẽ kiểm tra xem bạn này có múc cát được không nhá. Nhen. Wow, thành công rồi các bạn ơi. Bạn máy múc này màu đỏ có cái gầu múc màu xám rất là đẹp các bạn nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là những cái ben thủy lực nhá các bạn ơi. Đó, rất là khỏe nhá. Với cabin thì màu đỏ này. Ôi trên đầu cabin thì có 1 2 3 4 5 cái đèn. Ôi rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, 5 cái đèn này thì rất là sáng nha các bạn. Ui ở đây thì có rất là nhiều chữ tiếng Anh này. Wow, đẹp quá. Vậy mình sẽ đặt bạn máy múc này ở đây nhá. Mình sẽ đi tìm chiếc xe tiếp theo nào. Ôi ở đây thì mình lại phát hiện một bạn xe ben nữa này các bạn ơi. Ôi một bạn xe ben này bị hỏng thùng rồi các bạn ơi. Ấy một bạn xe ben này bị rơi cái thùng ra ngoài này các bạn ơi. À một bạn xe ben màu cabin màu đỏ nhé các bạn. Ôi rất là đẹp luôn này. Wow ở đây thì có chữ tiếng Anh này các bạn ơi. Ôi đây chữ này các bạn ơi. Wow, đây thì hai bên này có hai cái đèn này các bạn ơi. Đấy, rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, bạn xe ben này thì có bốn cái bánh rất là to các bạn nhá. Đấy, cái thùng cũng rất là to này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nắp cái thùng này vào nhá. Wow, mình sẽ nắp vào nào. Wow, ôi thành công rồi các bạn ơi. Vậy là mình đã sửa chữa xong bạn xe ben này rồi các bạn ơi. Wow, cái ben nó có thể nâng lên hạ xuống được rồi nhá các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Wow, mình sẽ thử dùng xe xúc lật này mình xúc cát lên xe ben xem có hoạt động được không các bạn nhá. Ren. Ôi rất là nhiều cát các bạn nhá. Ren. Ôi chết rồi, rơi hết đồ sửa chữa ra ngoài rồi. Mình phải nhặt lên chiếc thùng nha các bạn ơi. Đó, nhặt đẩy lên thùng nhá. Nên cho bạn xe ben một đầu xúc nữa nào. Ren. À đầy thùng rồi các bạn ơi. Chiếc xe bị hỏng này các bạn ơi. Wow, đó là một chiếc xe ben này các bạn ơi. Wow, chiếc xe này thì bị hỏng rồi. Ui, ở đây thì mình thấy có hai phần quà này các bạn ơi. Wow, là một bộ đồ chơi bóp bíp này các bạn ơi. Ui, đây là bộ đồ chơi siêu nhân đấy các bạn. Wow, còn đây là bộ đồ chơi bóp bíp có đầu gấu này các bạn ơi. À, bộ này thì dành cho bạn nữ đó các bạn ơi. Còn bộ này thì dành cho bạn nam nhá. Wow, thì bây giờ nhiệm vụ của mình đó là sửa chữa và lắp ráp lại những chiếc xe bị hỏng các bạn ơi. Thì đầu tiên mình đã tìm thấy một chiếc xe ô tô nha các bạn. Wow, thì các bạn cùng mình sửa chữa và lắp ráp lại chiếc ô tô này nha. Wow, là một chiếc ô tô ben nha các bạn. Ấy, đây là cái thùng của nó các bạn nha. Với cái thùng màu vàng rất là to, rất là dài các bạn ơi. Wow, thì các bạn cùng mình lắp lại chiếc thùng lại nha. Nào các bạn ơi, thì các bạn cùng mình lắp chiếc thùng này nào. Ui để cho chiếc xe ben này cần đi làm việc các bạn nha. Chiếc xe ben này thì công việc của nó là chở cát và chở đất đó các bạn ơi. Ấy chở sỏi, chở cát, chở đất đều được nha các bạn. Ấy mình sẽ sửa chữa và lắp ráp lại chiếc xe ben này để bạn xe ben này đi làm việc nha các bạn. Wow, một chiếc xe ben màu xanh, cabin màu xanh, cái thùng thì màu vàng rất là đẹp nha các bạn. Ấy một chiếc xe ben là đẹp. Wow, vậy là mình đã sửa chữa xong rồi các bạn ơi. Wow, mình sửa chữa thành công chiếc xe ben này rồi. Ui, chiếc xe ben này thì có cái bánh quay rất là tít đấy các bạn ơi. Wow, đây là cái bánh đằng trước nha các bạn. Ui, hai bánh đằng trước thì quay rất là tít các bạn ơi. Wow, bên trong thì có hai ghế ngồi nha các bạn ơi. Wow, một cái ghế bên trái là ghế để các chú lái xe lái đấy các bạn ơi. Còn bên phải là ghế để một người ngồi phụ chiếc xe này nha các bạn. Wow, chiếc cabin này thì rất là đẹp nha các bạn. Rồi, mình sẽ để đây và mình sẽ
mở cái hai phần quà này của mình ra các bạn nhá. Wow, là một bộ đồ chơi Bob Bip này các bạn ơi. Ý, mình sẽ mở bộ này trước nha các bạn ơi. Wow, một bộ đồ chơi Bob Bip màu đỏ này các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ mở ra nha các bạn. Nào, các bạn cùng mình mở ra nào. 1 2 3 nào. Wow, là một bộ đồ chơi Bob Bip màu xanh lá cây các bạn ơi. Ấy, bên trong này thì là những cái nút màu đỏ à màu vàng này các bạn ơi. Wow, mình bấm lên này. Wow, rất là đẹp nha các bạn. Em nào mình mở ra xem có pin như nào. Ui, chưa có pin các bạn ơi. À, là một bộ đồ chơi mới tinh chưa có pin nha các bạn. Đấy, mình sẽ đem về mình nắp pin vào và mình chơi nha các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn nha các bạn. Đấy, bấm 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 như này nha. Wow, rất là thích các bạn ơi. Rất là đẹp nha. Một bộ đồ chơi Bob Bip màu xanh rất là đẹp. Wow, thì mình sẽ đúc vào hộp mình để đây nha các bạn. Tí nữa mình sẽ đem về nha các bạn ơi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đi tìm những chiếc xe còn lại để mình lắp ráp và sửa chữa tiếp nha các bạn ơi. Wow, hai bộ đồ chơi luôn. Rần 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 bíp 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 rần rần bíp 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 rần rần bíp bíp. Ui, ở đây thì mình lại phát hiện một chiếc xe bị hỏng nữa này các bạn ơi. Wow, là một bạn xe bê tông nha các bạn. Ý, bạn xe bê tông này thì bị hỏng mất cái bồn bê tông này các bạn ơi. Wow, bây giờ các bạn cùng mình nhặt chiếc bồn bê tông này lên nắp vào nha các bạn ơi. Wow, một chiếc xe bê tông rất mới nhưng mà lại bị hỏng các bạn ạ. Thì bây giờ các bạn cùng mình nắp cái bồn này vào đầu tiên nhá. Wow, vậy là mình đã nắp thành công rồi các bạn ơi. Ui, quay rất là tít luôn nhá các bạn ơi. Wow, một chiếc xe bồn bê tông màu xanh lá cây nhá các bạn. Wow, đây là cabin màu trắng nha các bạn ơi. Ui, sao ở đây nó vẫn còn một cái gì nữa nhỉ các bạn ơi. À, chắc là chiếc xe này có hai chức năng rồi các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc cầu xúc lật thì phải các bạn ơi. À, mình sẽ xem nào, ném nắp ở đâu nào. À, đây rồi các bạn ơi, hình như là ở đây nhá các bạn. Đấy, mình sẽ nắp vào đây đầu tiên nha các bạn ơi. À, mình nắp ngược mất rồi các bạn ơi. Đấy, phải nắp như này nha các bạn ơi. À, ấy, ấy, à, đúng rồi các bạn ơi. À, mình sẽ nắp tiếp bên này nhá. Ừ, một chiếc xe bê tông kèm theo cả chức năng xúc lật nữa nha các bạn. Ui, chiếc xe này thì rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, ui, mình nắp ngược mất rồi các bạn ơi. Mình sẽ tháo ra là mình nắp đổi sang bên kia nhá. Đấy, cái này thì của bên trái này. Đấy, còn cái này là của bên phải nha các bạn. À, đây rồi. Nào các bạn cùng mình nắp lại nhá. Wow, nắp lại. Wow, đây rồi, đúng rồi các bạn ơi. Đấy, cái này thì để cầm để xúc xúc nâng nâng lên các bạn nhá. À, còn đây là cái này là của bên trái nhá các bạn. Đấy, chiếc xe này thì rất là đẹp các bạn ạ. Màu xanh lá cây và màu trắng rất là đẹp luôn. Wow, đây rồi các bạn ơi. Đấy, chính xác rồi. Mình sẽ nắp tiếp nhá các bạn ơi. À, mình sẽ nắp cái gầu xúc lật vào nhá các bạn ơi. Wow, mình sẽ vặn chặt cái này vào. Wow, vậy là mình đã sửa chưa vào lắp ráp thành công bạn xe bê tông này rồi các bạn ơi. Với bạn xe bê tông này thì có hai chức năng nha các bạn. Đấy, vừa bê tông này, vừa có cả gầu xúc lật này. Ui, một chiếc xe bê tông này thì rất là đẹp nha các bạn ơi. À, mình sẽ thử xúc cát nào. Đen 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 đen. Wow, vậy là mình đã sửa thành công rồi các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bê tông có hai chức năng nha các bạn ơi. Đấy, vừa đổ bê tông được này, vừa chở bê tông được này. Đấy, vừa xúc lật được này các bạn ơi. Wow, cái gầu xúc lật màu trắng rất là to này. Ui các bạn ơi, rất là khỏe nha. Ui chà, xúc được rất là nhiều cát này các bạn ơi. Nào, đổ mình đổ đi nha các bạn ơi. Đen 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 đen. Wow, một chiếc xe rất là đẹp nha. Ấy, đây là có hai cái mắt này. À, mồm cười này các bạn ơi. Ui, rất là đẹp luôn nha. Wow, mình sẽ để bạn xe bê tông ở đây nhá. Mình sẽ đi tìm tiếp những chiếc xe bị hỏng tiếp các bạn nhá. À, các bạn cùng bạn xe cẩu đi tìm những chiếc xe tiếp theo nào. Rin 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 bíp 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 rin 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 rin. Ui, ở đây thì mình lại phát hiện một chiếc xe bê tông bị hỏng luôn này các bạn ơi. Wow, ui, ở đây thì có một phần quà này các bạn ơi. À, một phần quà nếu như mà mình sửa xong chiếc xe bê tông này đấy các bạn ơi. Ui, một chiếc xe bê tông đầu khủng long nha các bạn. Một chiếc xe bê tông đầu khủng long màu xanh này. Đấy, cái này màu thân màu đỏ này. Wow, bốn cái bánh thì rất là to các bạn ơi. Thì bây giờ các bạn cùng mình nắp cái bồn bê tông này vào nhá. Đấy, chiếc xe bồn bê tông rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nắp như thế nào nhỉ? À, chắc là như thế này các bạn ơi. Các bạn cùng mình nắp nó vào nhá. Wow, vậy là mình đã nắp thành công rồi các bạn ơi. Wow, mình nắp thành công chiếc xe bê tông rồi nhá. Đó, quay rất là tít rồi. Đấy, hoạt động được rồi các bạn ơi. Yên 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 yên. Wow, vậy là mình đã sửa chữa thành công rồi. Wow, còn đây là phần quà của mình nhá các bạn ơi. Đấy, mình sẽ bóc cái phần quà này ra nhá. Ui cha, là một chiếc xe gì đấy các bạn ơi. Wow, lại là một chiếc xe ô tô này. Ui, sao bên trong nó có nhiều bánh răng đẹp quá này các bạn ơi. Wow, một cái bánh răng này, hai cái bánh răng này, ba cái bánh
bánh răng này, 4 cái bánh răng này. Wow, 5 6 6 cái bánh răng nha các bạn ơi. Ui, 7 cái bánh răng nha các bạn ơi. Wow, một chiếc xe rất là nhiều bánh răng ở bên trong các bạn ạ. Ui, rất là nhiều màu sắc nha các bạn ơi. Wow, chiếc xe ô tô. Ui, ở dưới này thì mình lại thấy có cái công tắc gì đây các bạn ơi. Mình thử bật công tắc này lên nha các bạn. À, có đèn nháy này các bạn ơi. Ui, có đèn nháy rất là nhiều màu sắc nha các bạn. Ui, rất là đẹp luôn. Wow. Ui, bánh nó quay thì bánh răng nó cũng quay theo này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe đẹp quá các bạn ơi. Wow, chiếc xe ô tô đồ chơi bên trong rất nhiều bánh răng. Ui, quay đẹp quá này các bạn ơi. Wow, những cái bánh răng này nó nối với nhau quay rất là đẹp đấy các bạn ơi. Wow, một bộ đồ chơi ô tô rất là đẹp nha các bạn. Ui, màu vàng nha, rất là đẹp luôn. Đấy, mình sẽ đặt ở đây, tí nữa mình sẽ đem về nha các bạn ơi. Nào, bây giờ các bạn cùng mình cho bạn xe bê tông này nùi lại đây nào. Đấy, mình sẽ để bạn bê tông ở đây nhá. Mình sẽ đi tìm tiếp những chiếc xe tiếp theo nhé các bạn ơi. Ui, ở đằng kia thì mình phát hiện có một bạn xe bị hỏng này các bạn ơi. À, là một bạn container nhé các bạn ơi. Ui, một bạn container rất là nhiều bánh này. Ui, ở đây thì mình phát hiện có 4 cái bánh này các bạn ơi. À, bạn container này bị hỏng bánh nha các bạn. Ở đây thì có cả tô vít này, cà lê này các bạn ơi. Ui, rất là nhiều tô vít này, cà lê này. Đấy, mình sẽ nắp những chiếc bánh này vào giúp bạn container này nha các bạn ơi. Ui, còn đây là phần quà của mình nha các bạn ơi. Wow, một phần quà của mình là một bạn container. Ui, ở kia thì có một xúc lật này, một xe xúc lật này. Wow, và một xe ben này các bạn ơi. Ui, rất là đẹp luôn nha. Wow, một bộ đồ chơi xe công trình nha các bạn. Toàn là màu vàng rất là đẹp các bạn ơi. Ui, rất là to nhá. Thì bây giờ các bạn cùng mình sửa chữa bạn container này để nhận phần quà kia nhá các bạn ơi. À, thì đầu tiên mình sẽ lắp chiếc bánh này vào đây nhá các bạn. Mình sẽ lắp chiếc bánh này vào đây nè. Wow, mình sẽ nhặt con ốc mình cho vào đây mình vặn lại các bạn nhá. À, mình vặn lại các bạn ơi, mình vặn lại để cho bạn container này có thể đi chở hàng được các bạn nhá. Ấy, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Thì mình thử lấy cái cờ lên này mình vặn xem được không bạn nhá. Ôi, cờ lên này không vừa các bạn ơi. Thì mình sẽ lấy đây rồi, mình phát hiện ở đây có cái tô vít này các bạn ơi. Đấy, tô vít ở đằng sau nó có cái vặn này các bạn ơi. À, mình thử vặn xem nó có vừa không các bạn nhá. Ui, vừa này các bạn ơi. Wow, vậy là đã chặt rồi các bạn ơi. Ui, chiếc bánh rất là chặt, chặt rồi nha các bạn. Mình sẽ lắp tiếp bánh tiếp theo nào các bạn ơi. Ui, rất là nhiều bánh các bạn ạ. 4 chiếc bánh bị hỏng ra rồi các bạn ơi. Thì mình sẽ vặn từng chiếc bánh lại một nha các bạn. Đó, mình sẽ lấy cái cờ lê, mình lấy cái đầu này mình vặn lại các bạn nhá. Wow, vậy là mình lắp thành công 2 chiếc bánh rồi này các bạn ơi. Đấy, quay rất là tít luôn nhá. Vậy là mình đã lắp xong cái phần đuôi của chiếc xe container rồi các bạn ơi. Đấy, một chiếc container màu xanh có cái bánh màu vàng rất là đẹp nha các bạn ơi. Thì ở đây có cái cabin đấy các bạn ơi. Đấy, cabin đầu kéo này các bạn. Cái đầu kéo này thì bị hỏng mất 2 cái bánh rồi. Thì mình sẽ lấy 2 cái bánh này mình lắp vào nhé các bạn ơi. Wow, 2 cái bánh màu vàng đẹp quá các bạn ơi. Mình sẽ lắp từng chiếc lại một nhá. Đó, 2 chiếc bánh màu vàng lắp vào, vậy là chiếc xe container này sẽ chạy được nha các bạn ơi. Wow, vặn chặt lại nào. Đấy, mình sẽ vặn tiếp cái bên này nè. Wow, vậy là mình đã sửa xong bạn container này rồi các bạn ơi. Wow, bạn container này đầu màu cam nhé các bạn. Bánh màu vàng rất là đẹp luôn. Đấy, mình sẽ gắn chiếc thùng này vào nhé các bạn ơi. Wow, vậy là mình đã lắp thành công bạn container rồi đấy các bạn ơi. Wow, run. Wow, còn đây là phần quà của mình đấy các bạn ơi. Ồ, một bộ đồ chơi công trình rất là đẹp nhé các bạn. Ôi, chiếc xe này thì có cái cabin màu đỏ rất là đẹp nha các bạn ơi. Wow, cái thùng của nó thì lại có chữ A này, đấy, chữ Y này, đây là chữ tiếng Anh nha các bạn ơi. À, cái thùng này thì rất là nhỏ nha các bạn ơi, chiếc xe này rất là nhỏ. Đấy, còn chiếc xe này là chiếc xe địa hình nha các bạn ơi. À, có cái cabin màu xanh này các bạn ơi. Wow, 4 cái bánh này rất là to này các bạn ơi. À, có cái thùng màu vàng này, nào nuôi đây, nuôi lại nào, ren. Đó, dừng lại đây là múc cát nào. Ren, chiếc xe này thì có cái thùng rất là bé các bạn ơi. Thì mình chỉ cần một ít cát thôi là đầy rồi. Ren. Wow, một gầu nó đầy luôn rồi các bạn ơi. Wow, một chiếc xe đen địa hình nhá các bạn ơi. Ôi, thì công trình hôm nay là cần rất là nhiều cát nên là đã huy động rất là nhiều xe này các bạn ơi. Ôi, đây là một chiếc xe ben siêu to khổng lồ nữa các bạn ơi. À, mình sẽ cho chiếc xe này đứng cạnh nhá. Ôi, trông nó bé tí luôn các bạn ơi. Ôi, chiếc xe này thì sẽ chở được rất là nhiều cát nha các bạn. Đấy, cái bạn máy múc này thì bị hỏng rồi các bạn ơi. Hôm nay bạn này gặp sự cố nha các bạn. Thì mình sẽ cho bạn này nùi xe ra nào. Ren. Đấy, là nùi xe ra đây nào. Ren. Đấy, thì bạn xe múc cam này sẽ làm nhiệm vụ hết nha các bạn ơi. Ren. À, múc cam nào. Ren.
Ren. Wow, bạn xe này thì có cái thùng rất là to nên là sẽ cần rất là nhiều cát đấy các bạn ơi. Nào các bạn cùng mình múc tiếp nào. Ren. Wow, cái thùng rất là to nha các bạn. Ren. Ơi mình múc gần đây rồi các bạn ơi. Nào cố gắng lên các bạn ơi. Đấy, cái công trình này sẽ cần rất là nhiều cát nên là chúng ta phải múc nhanh chóng lên các bạn ơi. À, vậy là mình đã múc đầy bạn xe ben này rồi các bạn ơi. Đấy thì bây giờ các bạn cùng mình lái từng chiếc xe một để đi vào công trình nhé các bạn ơi. À, đầu tiên mình sẽ lái chiếc xe này đầu tiên nào. Ui một chiếc xe rất là nhiều cát nên rất là nặng nha các bạn ơi. Các bạn ơi, đây là một cái hố rất là sâu các bạn ơi. À thì nhiệm vụ của các bạn xe ben là phải đổ cát vào đây lấp cái hố này các bạn ơi. Rất là nhiều cát đấy các bạn ơi. Ấy bạn xe ben này đã làm xong nhiệm vụ rồi các bạn ơi. Như vậy thôi. Đấy, mình sẽ cho bạn xe ben này ở đây nghỉ ngơi nha các bạn ơi. Bạn xe ben ở đây nghỉ ngơi nhá. Tiếp theo là chiếc xe tiếp theo nào. Là chiếc xe màu xanh này. Wow, đường rất là khó đi các bạn ơi. Quay đầu nào. Lên bên nào. Wow, rất là nặng các bạn. Wow, vậy là đã đổ được một đống cát rất là to rồi các bạn ơi. Bạn xe ben này đã làm nhiệm vụ xong rồi, như vậy thôi. Sẽ đứng đây cùng bạn xe cam này nhá. Xe ben này đã làm nhiệm vụ xong rồi. Nào tiếp theo bạn xe ben thứ ba nào. Ôi nghiêng cả xe rồi các bạn ơi. Ui đường rất là khó đi nhá. Quay đầu nào. Lên ben. Vẫn còn dính một ít cát nữa. Sạch rồi các bạn ơi. Nào bạn xe ben này đi về thôi. Bạn xe ben này nhỏ nên phóng rất là nhanh nhá. Vậy là đã đến nơi rồi các bạn ơi. Nào tiếp tục bạn xe ben tiếp theo nào. Bạn xe ben địa hình này. Ui xe ben địa hình này thì rất là đẹp đấy các bạn ơi. Ui rất là nhiều màu sắc nhá, màu xanh màu vàng các bạn ơi. Bạn xe này thì như có cót các bạn ơi, mình thử xem có chạy được không nào. Chạy được rồi các bạn ơi. Bạn xe ben này thì rất là sành điệu nha. Đấy, rất là xịn sò các bạn ơi. Nào lên. Đấy, nào mở nắp thùng ra nào. Mở nắp thùng ra nào các bạn ơi. Lên ben nào. Đấy, bạn xe ben này thì rất là xịn sò nha các bạn ơi. Có cót đấy. Xe ben này chạy vào. Đấy, phóng rất là tít đấy các bạn ơi. Nào, cho bạn xe này về nghỉ ngơi thế nào. Ôi, bạn xe ben này thì rất là nhỏ nha. Đúng với các bạn xe này thì trông rất là thấp bé nha các bạn ơi. Wow, chiếc xe cuối cùng nào. Ôi, ở đây thì có một chiếc xe siêu to khổng lồ đấy nha. Wow, nghiêng cả xe rồi các bạn ơi. Bạn xe này thì chở được rất là nhiều cát nha các bạn. Quay đầu nào. Lên ben nào các bạn ơi. Ui chở được rất là nhiều cát nha các bạn ơi. Các bạn ơi, đây là chiếc hầm có rất nhiều những chiếc xe công trình bị sập nên là đã bị đất cát chôn vùi thế này các bạn nha. Thì bây giờ các bạn cùng mình giải cứu những chiếc xe đấy nha. Ui để rất nhiều chiếc xe này các bạn ơi. Ui màu vàng này, màu xanh này. Ui màu xanh là cây, màu vàng này các bạn ơi. Ui rất là nhiều xe nhá. Thì đầu tiên mình sẽ giải cứu xe này đầu tiên nha các bạn ơi. Xe gì đây? Ui em xe màu vàng này các bạn ơi. Xem là xe gì đây là các bạn ơi. Ui đây là một em máy múc rồi các bạn ơi. Wow, em máy múc đã bị đất cát chôn lấp lên các bạn ơi. Thì bây giờ các bạn cùng mình nãy chiếc xe máy múc rồi nha. Bây giờ mình thử em múc cát xem có múc được nữa không các bạn nha. Chiếc máy múc này còn hoạt động nữa không các bạn nha. Wow, vẫn múc được cát luôn các bạn nha. Ui chiếc máy múc này màu vàng vẫn hoạt động bình thường các bạn nha. Ui một chiếc đầu tiên là các bạn ơi. Thì mình sẽ giải cứu
tiếp chiếc xe thứ hai là các bạn ơi, ui là chiếc xe ben này các bạn ơi, là một chiếc xe ben bị rất là nhiều đất cát chôn vùi lên các bạn nhá. Đây là trên thùng nó vẫn còn cát này các bạn ơi, đổ đi nào, lên vẫn hoạt động được các bạn nhá. Với chiếc xe ben ui bên trong cabin này toàn cát này các bạn ơi, ui một vụ sập lở cầu và sập lở hầm rất là nghiêm trọng các bạn nhá. Tại là chiếc xe thứ hai đã được mình giải thoát thành công rồi các bạn ơi. Ấy chiếc xe ben rất là to các bạn nhá, rất là to, rất là đẹp nhá. Mình sẽ thử xúc cát lên xem em này còn hoạt động được không các bạn nhá. Ấy xem nào. Ui rất là nhiều cát này, rất là nặng luôn nhá. Theo em xe ben này có hoạt động được không các bạn ơi? Đen. Vẫn đang hoạt động bình thường các bạn nhá. Đổ nào. Đen. Ui vẫn đang hoạt động bình thường các bạn nhá. Ấy vậy là mình đã giải cứu được hai xe rồi các bạn ơi. Mình sẽ giải cứu tiếp em xe màu xanh này các bạn ơi. Xe gì đây? Đây là một em xe ben các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ben địa hình nha các bạn. Với cái bánh của nó thì rất là hoành tráng các bạn ơi. Mọi bốn cái bánh rất là to, rất là khỏe các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này đi ở những cái địa hình đồi dốc hay là sỏi đá rất là ok các bạn ạ. Ui chiếc xe này thì có bốn cái bánh rất là to nên là không sợ bị thụt hay là bị mắc đá các bạn ạ. Nào, mình sẽ mở nắp thùng ra mình xem chiếc xe này còn hoạt động được không nào. Nào, lên ben nào các bạn ơi. Vẫn hoạt động được bình thường các bạn nhá. Đấy, chiếc xe ben màu xanh có cái thùng màu vàng rất là đẹp các bạn ạ. Xem nào, mình xem nó còn chạy được không ạ. Sẽ thử kiểm tra động cơ nào. Ui động cơ vẫn hoạt động bình thường các bạn nhá. Ui vẫn quay rất là tít luôn nhá. Em thử lại một lần nữa nào. Em. Ui động cơ vẫn kêu rất là to, vẫn hoạt động bình thường các bạn nhá. Xem đi được không nào. Ui ấy các bạn thấy không, chiếc xe ben địa hình rất là khỏe các bạn nhá. Chiếc này thì chở cát chở đá quá là ok các bạn nhá. Ấy mình sẽ đặt chiếc xe này ở đây các bạn nhá. Mình sẽ giải cứu tiếp theo chiếc xe gì màu vàng vàng đây. Là một em cần cẩu các bạn ơi. Ui một em cần cẩu đẹp quá. Wow, mình sẽ nhấc ra xem mà. Ui chiếc này em lại bị ảo mất rồi các bạn ơi. Thì việc các bạn cùng mình lắp lại chiếc xe này nhá. Ui chứ đầu mình phát hiện em này bị đất cát gạch đá rơi vào hỏng hết rồi các bạn ơi. Thì mình sẽ lắp lại xem mà. Ấy vậy là mình đã lắp thành công các bạn ơi. Ui em cần cẩu này thì vẫn còn rất là mới nha các bạn ơi. Cái cần của nó kéo dài ra được các bạn ơi. Mình sẽ thu ngắn lại nào. Ui mình sẽ kiểm tra động cơ em này xem còn chạy được không các bạn nhá. Vẫn quay rất là tít các bạn nhá. Ui vẫn là ok các bạn ơi. Ui chiếc xe cần cẩu màu đỏ màu vàng rất là đẹp các bạn nhá. Em đi đi. Vẫn hoạt động ok các bạn nhá. Ôi các bạn thấy không? Ôi em này thì rất là khỏe nhá. Toàn là xe địa hình như các bạn ơi. Ôi mình sẽ đặt đây nhá. Mình sẽ giải cứu tiếp những chiếc xe kia các bạn nhá. Ôi chiếc xe gì mà xanh lá cây đây. Rất là nhiều xe bị sạt lở dưới kia hầm này các bạn ơi. Ôi đây là em xúc lật đấy các bạn ơi. Em xúc lật bon vẫn ui vẫn chạy được bình thường các bạn nhá. Ấy chiếc xe xúc lật này vẫn hoạt động bình thường các bạn ơi. Ui vẫn xúc xem nào, mình thử xúc xem nào. Ren vẫn xúc được rất là nhiều cát các bạn nhá. Ấy cái cầu xúc lật rất là to, rất là đẹp các bạn nhá. Đây là một em xúc lật màu xanh lá cây các bạn nhá. Ấy có rất nhiều màu luôn, có cả màu đen màu xám nha các bạn ơi. Lên nào ren. Ấy mình đổ đây nhá. Đổ đây nào. Ấy ui vẫn hoạt động bình thường nha các bạn ơi. Ấy mình sẽ đặt đây nhá. Mình đã giải cứu được 1, 2, 3, 4, 5 xe rồi. Ui, vẫn còn rất nhiều những chiếc xe ở dưới này này các bạn ơi. Ui đây như là một em xe lu này các bạn ơi. Một em xe lu rồi đúng không? Đấy đúng rồi, một em xe lu các bạn ơi. Một em xe lu màu xanh dương nha các bạn. Đấy mình sẽ cho ra đây và mình kiểm tra xem em xe lu này còn chạy được không các bạn nhá. Mình sẽ cho ra đây xem em này có lu được không nào. Vẫn lu được ok các bạn ạ. Ui rất là đẹp luôn. Ui giời, chiếc xe lu này vẫn được hoạt động bình thường các bạn ạ. Một em xe lu có cái bánh lu rất là to các bạn ạ. Ấy một hình tròn nhá, màu xám này ghi nhé các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Ren đi nu công trình thế nào. Ren ấy nu rất là ok nhé các bạn ơi. Rất là bằng luôn nhá. Đó, chiếc xe lu này hoạt động vẫn bình thường các bạn ạ. Đấy, mình sẽ đặt em xe lu này ở đây nhá. Mình sẽ giải cứu tiếp những chiếc xe tiếp theo nào. Em còn là chiếc xe gì đây nào? Màu xanh này các bạn ơi. Wow, màu xanh dương này các bạn ơi. Ui, to thế. Hình như là một em xe máy xúc các bạn ơi. Mình sẽ nhấc ra xem ạ. Ôi chà, một em máy xúc nha các bạn. Bên máy xúc có cái cần rất là dài các bạn ơi. Nào múc cát nào. Ren xem có múc được không nào. Ren. Wow, vẫn múc được rất là nhiều cát đấy các bạn. Ren đổ đi nào. Ren thử lại một lần nữa nào. Ren. Một em máy xúc nha các bạn ơi. Em máy xúc màu xanh vẫn hoạt động bình thường nha các bạn ơi. Một vụ sạt lở hầm nhưng mà may mắn là những chiếc xe này không chiếc xe nào bị hỏng các bạn nhá. Ấy vậy là mình giải cứu được rất nhiều xe rồi. Mình sẽ đặt đây, mình giải cứu tiếp chiếc xe tiếp theo nào. Ôi chiếc xe gì màu cam đây. Chiếc xe màu cam đẹp thế các bạn ơi.
Wow, là một chiếc xe đục các bạn ơi. Ui, cái, đây là cái mũi đục các bạn ạ. À. Mũi đục rất là to, rất là nhọn các bạn ơi. Thì đào hầm này thì gặp đá thì chiếc máy đục này sẽ đục những hòn đá đi các bạn ơi. Để cho những chiếc máy múc múc ấy. À, một chiếc máy đục màu cam rất là đẹp đấy các bạn ơi. Wow, cái cần cũng rất là dài nhá. Đấy, cái mũi đục rất là to này. Đấy, mình sẽ đục thử hòn đá này ra này. Đục. Đấy, nó đục như này các bạn ạ. À. À, một chiếc xe đục rất là khỏe nha các bạn. Ui, rất là đẹp luôn, màu cam nhá. À, mình sẽ đặt em này ra đây nào, mình sẽ giải cứu xem còn chiếc xe nào nữa không các bạn ạ. Ui chà chà. Ui, đây này mình phát hiện một chiếc xe nữa này các bạn ơi. À chà, là một em xe đổ bê tông này các bạn ơi. Ui, một em đổ bê tông màu vàng này các bạn ơi. À, một em đổ bê tông màu vàng nhỏ nhỏ xinh xinh. Ui, bên trong thì có tận 1 2 3 4 bạn. Ui, 4 bạn nha các bạn ơi. Ờ, cái cabin có một bác lái xe và ba bạn công nhân nha các bạn. Ôi, chiếc xe ben à, chiếc xe bồn này đi vào công trình này không may thì bị đất cát nó sập lên nên là may quá mình giải cứu được ra rồi các bạn ơi. À, một chiếc xe bồn bê tông rất là đẹp, mình sẽ đặt đây nha các bạn ơi. À, mình sẽ giải cứu xem còn chiếc xe gì nữa không các bạn nhá. Ui, đây mình lại phát hiện chiếc xe nữa này các bạn ơi. À, mình đào thấy hai cái bánh rồi các bạn ơi. Ui, chiếc xe gì đây? À chà chà. Ui, à là một em xe ben nhá các bạn. Ui, một em xe ben. À, mình sẽ xúc cắt đây xem xe ben này còn hoạt động được không nhá. Rần. À, vẫn hoạt động được bình thường nhá các bạn ơi. Ui, chiếc xe ben màu đỏ màu trắng rất là đẹp nhá các bạn ơi. Đổ cát nào. Rần. À, vẫn hoạt động bình thường nhá các bạn ơi. À, mình sẽ mở cái nắp thùng ra mình đổ hết cát đi. Rần. Ấy, vậy là chiếc xe ben này đã được mình giải cứu rồi các bạn ơi. Một chiếc xe ben màu đỏ, màu trắng và màu xám ghi nhá các bạn ơi. Ui, chiếc xe ben này rất là đẹp nha các bạn. À, vẫn là vẫn hoạt động bình thường nha các bạn ơi. Ôi, rất là nhiều xe được mình giải cứu rồi. Mình sẽ đào tiếp xem bên trong cái hầm này còn chiếc xe gì nữa không các bạn nhá. À, các bạn cùng mình đào hết cát ra xem nào. Ui, đây lại là một chiếc xe gì đó các bạn ơi. À, lại là một em xe lu các bạn ơi. Ui, một em xe lu đầu khủng long nha các bạn. À, em xe lu đầu khủng long rất là đẹp nha các bạn ơi. À, mình sẽ kiểm tra xem cái lu này còn hoạt động được không nào. Ren. Ui các bạn ơi, chiếc xe này vẫn hoạt động được bình thường nha các bạn. Ui, nó lu rất là bằng này các bạn ơi. À, chiếc xe lu này vẫn lu được rất là bằng nha các bạn ơi. À, rất là đẹp luôn. Ui rồi, lù rất là bằng, rất là mịn nha các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không, rất là đẹp luôn nha. À, vậy là một chiếc xe lù đầu khủng long nha các bạn ơi. May quá chiếc xe này vẫn hoạt động được các bạn ạ. Ơi, mình sẽ đặt đây nha. Mình sẽ đào tiếp xem bên trong hầm còn chiếc xe gì không các bạn nha. Ôi, ôi, đây này, mình lại thấy chiếc xe gì đấy các bạn ơi. Ôi, chiếc tít trong sâu này các bạn ơi. Nào, tít trong bên trong hầm nha các bạn. Ui, chiếc xe gì màu xanh đây. À, là một chiếc xe bồn bê tông này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe bồn bê tông màu xanh dương này các bạn ơi, đẹp quá. À, cái bồn của nó vẫn quay được nhá các bạn ơi. Oh, may mắn là chiếc xe này vẫn hoạt động bình thường được nhá các bạn ơi. Ren. Bíp. Wow, chiếc xe bồn bên trong này có cái ghế rất là to này các bạn ơi. Đấy, ở trên thì có ba cái còi luôn nhá. Rất là to, rất là đẹp luôn. Đấy, còn đây là bộ